Chiều ngày 18 tháng 7, bào chữa cho bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, luật sư thông báo gia đình ông Dũng đã khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ từ các doanh nghiệp, tổng số là 21,5 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Tô Anh Dũng đã tự bào chữa xin được trình bày về bối cảnh phạm tội. Theo bị cáo, cũng do nể nang, cũng do nhận thức pháp luật chưa đầy đủ thời điểm đó nên đã phạm tội. Bị cáo Tô Anh Dũng cũng cho rằng, thời điểm đó do nhận thức chưa đầy đủ nên không phân biệt được tiền cảm ơn và tiền nhận hối lộ, dẫn đến hành vi phạm tội. Kết thúc phần tự bào chữa trong nước mắt, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao xin giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới và các bị cáo khác tại phiên tòa. Vì theo bị cáo, tất cả bị cáo ngồi đây, thời điểm đó đã cố gắng làm việc với tinh thần cao nhất để bảo hộ công dân, đưa công dân bị mắc kẹt về nước một cách nhanh nhất. Hôm qua ngày 17 tháng 7, Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tô Anh Dũng 12 đến 13 năm tù. Tại phiên xét xử sơ thẩm 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu, đầu giờ chiều ngày 18 tháng 7, nhóm luật sư của bị cáo Chữ Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đưa ra các căn cứ, luận cứ, bào chữa cho thân chủ, đồng thời đề nghị hội đồng xét xử xem xét hành vi và bối cảnh thời điểm đó để giảm nhẹ hình phạt dưới mức đề nghị của Viện Kiểm sát trước đó. Luật sư Trịnh Văn Tuyến chia sẻ, ông là một trong những học trò đầu tiên, đầu tay của bị cáo Chữ Xuân Dũng. Năm 1994, ngay sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội, bị cáo Dũng được phân công về trường Trung học Phổ thông Sóc Sơn giảng dạy. Tại đây, bị cáo Dũng chính là người tiên phong đưa ánh sáng tin học công nghệ thông tin về cho học trò ở một vùng quê nghèo ngoại thành Hà Nội. Kể từ thời điểm đó cho đến trước khi vụ án xảy ra, trong 26 năm giảng dạy và làm quản lý về giáo dục, bị cáo Dũng đã góp phần dạy dỗ, đào tạo ra lớp lớp thế hệ học trò ở thủ đô. Luật sư Tuyến đề nghị hội đồng xét xử xem xét kỹ lưỡng, thấu đáo và khách quan hơn nữa, toàn diện hơn nữa về hành vi phạm tội của bị cáo Chữ Xuân Dũng. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Chữ Xuân Dũng 4-5 năm tù về tội nhận hối lộ. Bản luận tội nêu rõ, trong quá trình duyệt ký chủ trương cho doanh nghiệp được đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước cách ly trên địa bàn thành phố Hà Nội, bị cáo Chữ Xuân Dũng đã nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng. Ngày 18 tháng 7, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm rời khỏi nơi cư trú với bị can Đào Quốc Bảo, sinh năm 1982 về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, tối ngày 27 tháng 7 năm 2022, Bảo đưa con gái 11 tuổi bị hóc xương cá đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Hai cha con Bảo ngồi chờ được 10 phút thì đến bàn nhận bệnh hỏi bác sĩ Phạm Hoàng Thiên, là trưởng ca trực khoa cấp cứu. Lúc này bác sĩ Thiên đang ngồi xem phim X-quang, CT của bệnh nhân trên máy vi tính, nhưng vẫn giải thích tình trạng của con gái Bảo ổn, không ảnh hưởng đến tính mạng. Bác sĩ Thiên nói, chờ bác sĩ khoa tai mũi họng thăm khám và thời gian chờ là từ 30 phút đến 60 phút. Nghe bác sĩ Thiên nói vậy, Bảo la hét chửi bới bác sĩ và buộc phải cấp cứu điều trị ngay cho con gái mình. Được mọi người can ngăn, nhưng Bảo vẫn chửi bới và đe dọa đánh bác sĩ Thiên. Ngày 18 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang cho biết lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày, lốc xoáy lớn làm sập nhà chờ tại bến cảng cập tàu cao tốc xã An Sơn làm một người chết, ba người bị thương. Trong đó có hai người là khách du lịch, gồm bà M, 37 tuổi đã chết và bà N, 42 tuổi bị thương nặng, cùng ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hai người còn lại là dân địa phương, gồm B, 48 tuổi và V, 31 tuổi bị thương, cùng ngụ xã An Sơn, huyện Kiên Hải. Ủy ban Nhân dân xã An Sơn đã huy động lực lượng cấp cứu người bị thương và lo hậu sự cho người không may tử vong. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, mới đây cơ quan nhận được thông tin hình ảnh văn bản bảo hiểm khoản vay, hợp đồng tín dụng từ trung tâm truyền thông, nguồn cung cấp thông tin thuộc phòng truyền thông bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng. Chi tiết hình ảnh bao gồm nội dung dài 5 trang giấy có logo, hình ảnh và thông điệp truyền thông của Bảo hiểm xã hội Việt Nam in trên từng trang. Trang cuối có hình ảnh con dấu chữ ký của Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị Tám, không có dấu giáp like giữa các trang. Về nội dung trên, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội khẳng định đơn vị không có chức năng bảo hiểm các khoản vay, chữ ký và con dấu là giả mạo. Văn bản trên không do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phát hành. Chữ ký của Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Nguyễn Thị Tám bị đối tượng đưa vào phần cuối của hợp đồng là vi phạm pháp luật.
Chiều ngày 18 tháng 7, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết, đơn vị vừa cấp cứu kịp thời 3 cháu nhỏ 5 tuổi, 4 tuổi và 1 tuổi, cùng ở thôn Đá Hang, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, bị ngộ độc do ăn phải hạt cây dầu mè. Khi đưa đến bệnh viện, cả 3 cháu đều có biểu hiện mệt, đờ người, da xanh, niêm nhợt, đau bụng và nôn nhiều. Sau thời gian cấp cứu, sức khỏe các cháu hiện đã ổn định trở lại. Người nhà cho biết trước đó các cháu đi chơi, thấy hạt cây dầu mè rụng nên tự đập vỏ lấy nhân để ăn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Hường, trưởng khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết hạt cây dầu mè có chứa 25% chất dầu và chất độc cocin. Dầu hạt chỉ dùng trong công nghiệp, thay dầu thắp đèn, làm xà phòng. Khi ăn phải hạt cây dầu mè, nếu không cấp cứu kịp thời, độc tố gây rối loạn tiêu hóa nặng, nguy hiểm đến tính mạng.